HIK Vision. Lỗi này là lỗi không ghi hình được. Sử dụng vào đây, nếu mà bình thường của nó là mình bấm vào cái Start Record này, bấm vào đây, nhập mật khẩu. Một, hai, ba, bốn. Anh để ý vào đây này, để ý vào đây mà nếu mà không thì xử lý như này cũng được này. Đầu tiên là nhập mật khẩu nhá. Nhập mật khẩu là ABCD 1234 nhá. Đấy là vừa qua cái bước này rồi. Đây này, đây này, ví dụ vào đây nhá. Đây nó đang không hiện cái nút ghi ở đây, nhưng có cái nút ghi đỏ đỏ ở đây này. Rồi. Thì nó mới ghi nhá, còn không có nó đang kêu tít tít đây nhá. Thì bây giờ mình thử cái này, mình vào đây mình ấn, bây giờ mình đang bảo là nó không ghi thì mình bấm vào cái nút để ghi. Rồi. Đây bấm vào đây, vào cái chỗ này nhá. Sau đó sẽ gửi cái video này cho anh xem. Rồi. Anh phải để ý vào đây, không lúc vào anh xem anh không hiểu. Đây nhá, đây, bấm vào cái này. Anh nhìn thẳng cái màn hình kia cả. Đây, nó bảo là ghi các kênh yết. À, nó vẫn không ghi được. Nó vẫn không lên được cái nút đỏ ở đây. Thì bây giờ phải vào cái menu này. Vào menu này nhá. Làm sao? Vậy chuột phải này, xong vào menu này. Vào menu này xong rồi vào cái thằng HDD này là ổ cứng này. HDD này là ổ cứng. Ấn vào cái này. Ở đây nhìn thấy nó đang báo là ổ cứng của nó là tổng số là 931.52GB, tức là gần 1T. Mà FreePay tức là cái dung lượng trống là bằng 0. Đây FreePay này, tức là cái dung lượng trống ấy mà, cái chỗ để mà ghi tiếp vào đang bằng 0, có nghĩa là nó bị đầy rồi. Mình hiểu nó bị đầy rồi. Xóa đi. Đấy, nó bị đầy này, thì bây giờ mình làm cách nào? Mình bị nhìn thấy nó bị như này. Đánh dấu vào đây. Đánh dấu vào tích vào đây. Tích vào đây. Hai phát tích vào đây. Xong mình ấn vào cái unit này. Unit này. Xong mình ấn nó lên cái bảng này, mình ấn ok này. Đấy, là thấy nó chạy đây, nó đang chạy đây. Nó chạy 20% này. À, chạy này, chạy lên đến 100%. Đây 87 rồi. Cái này gọi là xóa ổ đi. Nhưng không hiểu sao mình xóa đi rồi xong tí nữa nó lại đầy lên. Đây nó, bây giờ thì nó báo là sau khi xóa xong nó báo là 927GB trống. Free là trống này. Bề mặt trống này. Được chưa? Nó bảo là trống này là nó sẽ được. Bây giờ anh không nghe thấy nó tít tít nữa là nó được rồi đấy. Được không? Nó được rồi đấy, bây giờ anh vào cái phần record này. Không, mình mở TV này, không mở đây nhá. Không, đang nói đây đã. Bây giờ làm ở trên cái màn hình này nó dễ hơn. Không cần phải ở đấy không giải quyết được cái gì. Đây, bây giờ thấy tự nó nổi lên cái nút ghi đây này. Anh nhìn thấy cái nút ghi chưa? Đây là cái nút ghi đây này. Là nó mới là đang sẵn sàng ghi để anh xem này. Đúng rồi. Bây giờ thì nó sẽ ghi được. Nhưng mà không hiểu cái lỗi này, bây giờ mình đang tạm thời là kết luận do lỗi ổ cứng. Nếu mà có điều kiện thay cái ổ cứng khác thì nó sẽ khỏi. Đấy là đoán vậy. Nhưng mà cũng có thể là một cái lỗi khác nữa. Nhưng mà trừ khi mình đã thay ổ cứng rồi mà nó không khỏi thì mình mới kết luận là khác nữa. Tạm thời bây giờ đang nghi ổ cứng. Thay ổ cứng tức là cả cái cục ấy là... Bây giờ anh thay cái ổ cứng vào khả năng nó khỏi. Tức là tất cả cục không này. Ổ cứng là cái cục nãy bóc ra đây. Ổ cứng là nãy cái cục bê ra đây cắm vào đây format nó không được nè. Nhưng mà phải làm bằng trong máy này nó được nè. Làm như vừa xong là nó được nè. Nó được đến khi nào nó mới hỏng. Nó được đến khi anh rút điện ra cắm lại là nó lại bị như vậy. Được chưa? Bây giờ đấy là phổ biến luôn cho anh để trường hợp này là anh vẫn dùng được. Không sao, trừ khi bị mất điện thì anh lại phải làm lại thao tác giống như vậy. Bây giờ anh về anh phải làm đúng như vậy là được. Ấn gì? Ấn gì như vừa nói.
Nhưng mà điện thoại của tôi bây giờ ấn được không? Điện thoại bây giờ cuối điện thoại của anh nó cũng được luôn rồi này. Nhưng bây giờ muốn ấn cái lên thì dí vào rồi. Anh ấn cái đấy anh phải có cái màn hình như này chứ. Ở nhà anh có cái màn hình như này chứ. Không á? Không thì anh không ấn được. Anh phải có cái màn hình như này mới đúng. Màn hình máy tính của anh ấy, anh cắm sang. Đâu có, anh cắm màn hình máy tính vào cái này có gì đâu không hiểu. Chẳng qua là anh không muốn hiểu chứ có gì đâu không hiểu. Nhưng ấn một cái gì? Ấn một cái như vừa nói. Nhưng mà ấn ở chỗ nào? Lại quên rồi à? Bên tí thì gửi cho anh cái video này. Rồi. Được chưa? Rồi. Đấy. Video xong xét hoặc video cách ra ấn cái gì thì tôi sẽ về.